Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ tiến hành là vẽ mặt điều khiển BM2 led đơn bằng cục bic 18F4550 và tiến hành chạy mô phỏng 10 kiểu chạy BM2 led. Đầu tiên là ta tiến hành vẽ mặt. Chính là phải có một bit 18F4550 mà để xuất ra 32 led đơn thì ta cần phải mở rộng board cho nó. Ở đây trong cái bộ kit chúng ta học thì sử dụng hai con ISO chốt và bốn con ISO mở rộng. Dao động của con bit này ta dùng dao động ngoại là thạch anh là 20. Còn vi điều khiển bit giao tiếp với IC thanh ghi dịch thì có bốn tín hiệu điều khiển, ở đây là SSD0, SSCK, RCK, BM2 led đơn, G32 led đơn. Thì trong mặt là SSCK là dùng trong RE0, SSDO là RE2. G32 led đơn là trong 14 15 của thanh ghi dịch của cái IC chốt thứ hai. Tiến hành nói truyền dữ liệu từ biết đến research.
ta nói từ RD2 đến RD7, vào D2 đến D7 của isochốt. RD0 ta sử dụng để điều khiển chốt, isochốt thứ nhất. RD1 ta sử dụng, ta sẽ nói tới chân của LE của isochốt thứ hai để điều khiển chốt của IC thứ hai. Còn chân OE tác động mức thấp là chân cho phép truyền dữ liệu, thì ta sẽ nói đắp. Đây ta lấy tín hiệu G32 leader, scale B2 leader là từ 314 10 lên IC thứ hai. Scale là đây là IC thanh ghi dịch, thì ES là ta sẽ nói cái DS là dùng để dịch dữ liệu nối tiếp, nên ta sẽ có SDO. Xung mà SHCB á là để dùng để cấp xung cần, ta sẽ nói cho SCA. Còn tăng tăng xung là STCB là tăng dùng để điều khiển một dữ liệu song song từ âm thanh ghi dịch ra bên ngoài để điều khiển nó lên, thì ta sẽ nói
trong R và hai lớp đơn vào của tăng OE tác động cực thấp này là để phép sinh dữ liệu. Và ta sẽ nói tăng G và hai lớp đơn. MR này ta sẽ tiến hành cả nói lắp bảy ta sẽ mở vi bảy vào tăng SS DS DS của IC tiếp theo theo những điều gì muốn biết tiếp theo. Reset nói lên nguồn tiến hành kết nối lắp đặt. Số
Lết. Sau khi ta kết nối phần cứng thì ta sẽ tiến hành viết chương trình để mô phỏng chạy phần cứng 32 led. Thì đầu tiên thì ta sẽ khai báo thư viện, đây là thư viện khách sạn. Tiếp theo là ta khai báo cách viết dùng các chương trình con và chương trình chính. Đây là ta sẽ tiến hành viết 10 chương trình con theo thứ tự. Đây cùng điểm. Đây là chương trình con ladder 32 sáng tác dần phải sang trái sang phải. Thì có 32 led thì ta sẽ cho vào lập chạy từ 0 đến 32. Thì mỗi lần thì chúng ta dịch qua trái, dịch trái một đơn vị và cộng vào là cộng 1. Ở đây chính là cái hàm có nghĩa là dịch sáng dần. Thì tương tự thì ta cũng chạy vòng lặp 32
để dịch 32 lần, nhưng mà lúc này ta sẽ dịch vào bút không và không cộng một, thì lúc này led nó sẽ tắt dần. Rồi tương tự ngược lại thì ta từ trái sang phải, thì lúc này này ta sẽ dịch phải, dịch phải lúc này ta sẽ cộng cái mẹ hết là 0x8 và 760, tương ứng với việc là cái con led đầu tiên trong 32 led nó sáng là cộng vào, thì tương ứng với ta sẽ được nó sáng dần từ trái sang phải. Tương tự thì để tắt dần từ trái sang phải thì chúng ta dịch cái biến y này sang trái, từ trái sang phải 32 lần. Chương trình còn tiếp theo là led đơn 32 sáng dồn trái sang phải. Thì sáng dồn thì nó sẽ chạy như kiểu như là cái con led đầu tiên nó sẽ chạy từ vị trí đầu tiên sang vị trí led thứ 32, sau đó là nó sẽ đứng. Rồi lần thứ hai là con led đầu tiên nó sẽ tiếp tục chạy, nhưng mà chạy tới con led 31 nó đứng, nhưng đứng đồng thời sáng lưu lại hai điểm sáng đó. Lần thứ ba thì ba điểm sáng chạy như vậy, nên chúng ta sẽ cần hai biến, đó là một biến là run một là để tiến hành dịch chạy cho nó, rồi một biến là chúng ta sẽ lưu kết quả sau khi mà nó dịch tới cái vị trí mong muốn. Chúng ta sẽ có hai vòng phân kết, vòng for ở trong là vòng for để cho con led dịch, vòng for ở ngoài là để lưu tiến hành là giới hạn cái số lượng cái giá trị chạy của con led nó dịch, và tiến hành lưu những con led đã sáng. Khi y bằng k, khi vòng lặp đầu tiên k bằng không chạy, k bằng không á, vòng lặp đầu tiên thì y nó sẽ dịch là từ led đầu tiên đến led thứ 32, sau đó là nó sẽ lưu lại. Rồi tới vòng lặp thứ hai thì nó sẽ chạy từ con led đầu tiên tới con led thứ 31, và lúc này là con led 31 và con led 32 sáng. Và cứ như vậy là vòng lặp thứ ba thì chạy từ 1 tới con led thứ 329 và con led 30, 31, 32 sáng. Như vậy là ta sẽ được hiệu ứng sáng dồn. Rồi chương trình tiếp theo là led đơn 32 sáng dồn phải sang trái, thì ta cũng tương tự như từ trái sang phải. Ta chỉ khác ở chỗ là chúng ta bây giờ không phải là dịch trái nữa, mà ta tiến hành dịch phải. Dịch trái, lúc trước là dịch phải, bây giờ là dịch trái, cũng tương tự. Tiếp theo là chương trình con led đơn 32 sáng dồn ngoài vào trong, trong ra ngoài. Thì ngoài vào trong, trong ra ngoài thì lúc này ta sẽ chia con 32 con led thành 16 con led bên trái và 16 con led bên phải, đặt cho nó hai cái biến led phải và led trái. Led trái là 16 con led bên trái, con led này không 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 biết không không một, còn 16 con led bên phải là giá trị bao nhiêu, nó không biết 8 không không. Tương tự với những hai con led phía trên cùng đang sáng, để tiến hành để ta cũng làm tương tự cái sáng dồn 32, bây giờ ta chỉ chặn sáng dồn cho 16 con, bởi vì ta đã pin là 16 con led trái, 16 con led phải. Lúc này ta sẽ cần tới 4 biến, là cũng 2 biến là để chạy cho 16 con phải dịch
cho 16 con phải và 16 con led bên trái, và hai bí mật để lưu 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 giá trị sau khi dập. Ta làm tiếp theo của 16 con led bên phải và 16 con led bên trái. Ta sẽ xúc không phải là xúc 32 led đơn bộ quạt một đơn quạt nữa, mà ta sẽ xúc ra là hai quạt rồi led 32 led nháy 5 lần. Thì nhấp nháy thì ta chỉ cần phóng lên chạy 5 lần thì ta giá trị bắt đầu tắt hết, sau đó là xúc nó ra thì ta giá trị là sáng hết. Xong chúng ta dùng đèn xúc 32 led đơn một đơn quạt rồi sáng tích dần ngồi vào 32 led thì sáng tích dần. Thì ở đây là chúng ta chỉ cần 32 led từ ngoài vào không thì chúng ta cũng chia là 16 con led bên phải và 16 con led bên trái. Lúc này là ta sẽ tiến hành từ 16 con led bên phải thì chúng ta để từ sáng lên từ ngoài vào thì ta tiến hành dịch từ 16 con bên phải thì chúng ta sẽ là dịch trái vào, 16 con phải thì chúng ta sẽ bên trái thì chúng ta sẽ dịch phải vào. Bên phải thì chúng ta sẽ nhịp trái, nhịp một và nhịp sáng dần và trái, còn bên trái thì chúng ta sẽ tiến hành nhịp phải. Đây, cặp cái này chúng ta nhịp sáng dần, mỗi lần nhịp đi một đơn vị cũng không đi thì cũng lại cặp một vòng, nhịp một đi thì chúng ta lại cặp con một vòng, tạo ra hiệu ứng sáng dần. Còn tắt dần này ta chỉ cần dịch con không mà thôi. Như này 16 con bên phải thì ta sẽ dịch trái vào, dịch trái vào chúng ta không cộng gì hết thì đồng nghĩa với nó là nó dịch vào con không. Còn dịch trái 16 con bên trái thì chúng ta sẽ dịch phải vào, không cộng gì đồng nghĩa với dịch vào con không, nó sẽ tạo ra hướng tắt dần. Ta xuất 32 tắt đơn hai quận. Rồi chương trình tiếp theo là sáng tắt dần trong ra thì tương tự như sáng tắt dần từ ngoài vào, thì trong ra thì con bên phải thì mình sẽ tiến hành phải, con bên trái thì tiến hành trái. Còn tắt dần thì con bên phải mình dịch phải, con bên trái thì mình dịch trái. Tiếp theo là led 32 đơn một điểm sáng chạy trong ra ngoài, ngoài vào trong. Thì một điểm sáng chạy thì chúng ta bắt đầu thì cũng chia ra hai bên 16 con led trái và 16 con led phải, tương tự những chương trình con ở trên. Thì ta muốn một điểm sáng chạy thì chúng ta cấu hình biến ban đầu cái đó là cái led phía trong cùng, hai con led trong cùng là sáng, và có nghĩa là ta tiến hành dịch dịch trái thì 16 con bên phải thì chúng ta sẽ dịch trái, bên phải thì chúng ta sẽ tiến hành dịch trái, thì 16 con bên trái thì chúng ta sẽ dịch phải. Cái này là trong ra ngoài đúng không? Trong ra ngoài. Wow.
led 12 led nháy, chương trình tiếp theo là led 12 led nháy 2 lần. Chạy 2 lần cấu hình B12 con led là bắt đầu là tắt xong nó xuất, là xuất xong nó delay. Tiếp theo là cấu hình sáng B12 led xuất 32 led delay 30 giây DVI. Chương trình tiếp theo là led B12 B12 led đơn 2 điểm sáng đuổi trái sang ngoài phải sang trái 2 lần. Thì 2 lần thì chúng ta sẽ tiến hành cho con đặt chạy 2 lần. 2 điểm sáng đuổi thì muốn trái sang phải, này là trái sang phải, trái sang phải thì ta cấu hình 2 điểm sáng phân đuổi trên đó tiến hành dịch. Ví dụ ta có hình 0 1 0 1 0 thì ta muốn 2 điểm đó chạy một lần thì tiến hành 3 lần 3 lần thì cái 3 điểm đó cũng nên chạy thì 2 2 điểm đó nó vẫn như vậy, tức là một ô mà nó chạy với nhau. Rồi tương tự phải sang trái ta cũng có hình là x bằng 0, x 0, 0, 0, 0, 5. Tương tự với 3 điểm đi phải, ta còn tiến hành là dịch trái qua đi 3 lần, ta sẽ được đuổi như mong muốn. Rồi, ta sẽ biết cho ta có hình chân, có hình y sơ tốt.